Isaac bảo Jacob đi Charan. Isaac gọi Jacob vào chúc phước lành, rồi căn dặn: Con đừng cưới vợ Canaan. Trái lại, hãy nên đường về xứ Pharan a đến nhà bê tu ông ngoại con, rồi cưới một cô con gái của cậu La-ban làm vợ. Cầu đức Chúa trời toàn năng ban phước cho con, cho con đông con, cho dòng dõi con sinh sôi nảy nở và trở thành một cộng đồng nhiều dân tộc cầu chúa cho con và dòng dõi con hưởng phước lành của abraham và cho con làm chủ miền đất con đang kiểu ngụ mà đất trời đã ban cho abraham và isaac sai ra cốp đi qua xứ pharan aram đến nhà là ban cậu của jacob và là con trai của bethuen người aram ê sau cưới con của ích sau nhận thấy cha mình chúc phước cho Jacob. Bảo Jacob qua xứ a Aram kiếm vợ và nghiêm cấm Jacob cưới vợ người Canaan và được cha chúc phước lành. Jacob vâng lời lên đường qua xứ Faran ram Esau thấy những người vợ Canaan không đẹp lòng Isaac cha mình. Esau bèn đi đến nhà chú mình là Ismael cưới thêm một cô vợ thứ ba làng tên là Ma bát con Ismael cháu nội Abraham và em Nebazot. giấc mộng của Jacob tại bê tên Jacob từ giã biệt Siba đi qua xứ Phadan Aram đêm ấy Jacob dừng chân chọn một tảng đá gối đầu nằm ngủ Jacob nằm mộng thấy một chiếc thang bắc từ đất lên trời và thấy các thiên sứ lên xuống trên thang ấy chúa đứng trên đầu thang gọi gia cốp ta là chúa đức chúa trời của abraham và của isaac cha con đất con đang nằm đây thuộc về con ta ban miền đất này cho con và cho dòng dõi con dòng dõi con sẽ đông như cát bụi trên mặt đất con sẽ mở rộng biên cương cả đông tây nam bắc các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ con và hậu tự của con mà được phước này ta sẽ ở cùng con luôn. Con đi đâu ta sẽ theo giữ gìn đó và đem con về xứ này. Vì ta không bao giờ bỏ con cho đến khi ta hoàn thành lời hứa ta với con. Là cốp tức dậy tự nhủ. Thật chúa đã ngự tại đây mà ta không biết. Ông sợ hãi nói. Nơi này thật đáng kính sợ. Đây chính là nhà của đức chúa trời. Là cổng trời. Jacob cốp dậy sớm lấy tảng đá gối đầu. Đêm qua dựng lên làm trụ kỷ niệm đổ dấu lưu trên đỉnh rồi đặt tên địa điểm này là B tên thay vì tên cũ là Lu Sơ Gia Cốp khẩn nguyện nếu Đức Chúa Trời ở với con gìn giữ con trên đường con đang đi cho con đủ ăn đủ mặc và đưa con trở về nhà cha con bình an vô sự thì Chúa sẽ là Đức Chúa Trời của con con tảng đá kỷ niệm này sẽ trở thành nhà chúa và con sẽ dâng lại cho chúa một phần mười mọi vật chúa ban cho